Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam công an nói gì về vụ bắt giữ Tất Thành Cang. Tại cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, công an của thành phố Hồ Chí Minh thông tin về sai phạm của ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo thượng tá Phạm Văn Thành thuộc PC03 đã khởi tố bắt giam ông Tất Thành Cang và đồng phạm vì ông Cang có sai phạm trong việc chấp thuận phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim không thông qua thẩm định đấu giá, tăng vốn điều lệ cổ đông cổ phiếu tại IPC và Sadeco gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Đây là hình ảnh ông Thượng tá Phạm Văn Thành, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 12 năm 2020. Hiện nay, PC03 đang điều tra vụ án để sớm đề nghị truy tố nhằm đưa những vụ án ra xét xử trong thời gian tới. Thượng tá Phạm Văn Thành cho biết, liên quan vụ án này, PC03, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 19 bị can, trong đó hầu hết là lãnh đạo chủ chốt của IPC, Sadeco và một số bị can là cán bộ văn phòng Thành ủy TP.HCM. Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra xử lý thận trọng, khách quan trên tinh thần thượng tôn pháp luật, hiện đang tập trung củng cố tài liệu và chứng cứ để đề nghị truy tố theo đúng thời hạn luật định. Trước đó, bài viết trên báo Tuổi Trẻ với tựa đề "Những vi phạm khiến ông Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng" và nói rằng ông Cang đã từng có nhiều sai phạm khác khiến cho ông bị kỷ luật và cách chức Ủy viên Trung ương Đảng từ trước như sau. Ông Tất Thành Cang với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã làm sai quy định trong nhiều vụ việc dẫn đến bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh. Các sai phạm này mà báo Tuổi Trẻ trích đăng từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố từ tháng 12 năm 2018 cho hay ông Tất Thành Cang có vi phạm rất nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Theo đó, trong thời gian nắm các chức vụ, ông bị kết luận là đã phê duyệt tới 4 dự án tuyến đường Rát Vàng ở Thủ Thiêm sai quy định, quyết định sai thẩm quyền gây thất thoát tài sản của nhà nước, tức là liên quan đến vụ việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC. Và cũng ngay trước kỳ đại hội đảng lần thứ 13 này, cũng có những thông tin cho rằng lò đã thắp nóng nhưng củi lặt vặt. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang bên phải sau khi nhận quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020. Phát biểu trong buổi họp báo, Thượng tá Phạm Văn Thành nhấn mạnh cơ quan điều tra thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là kiên quyết xử lý, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Trước đó vào hôm 12 tháng 12 năm 2020, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhận xét như sau. Tổng Bí thư đã nhiều lần kết luận công khai rằng công tác đấu tranh phòng chống tội tham nhũng không dừng, không nghỉ, không trùng xuống mà còn quyết liệt hơn. Đồng thời, ông Học cũng khẳng định rằng lò đầu nhiệm kỳ 12 nóng thì tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn mãi mãi như thế. Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gọi nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 là giai đoạn xoay chuyển tình hình. Theo ông Hùng, nhiều vụ việc lâu nay được cho là vùng cấm nhạy cảm, kéo dài từ những năm trước liên quan đến các cán bộ cấp cao, song đã được các cơ quan tố tụng khởi tố, điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật. Ông lấy ví dụ vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng hoặc vụ án AVG. Tuy nhiên, tại vụ án AVG thì đích danh ông Đại tướng Tô Lâm hiện nay khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an đã ký thông qua, nhưng cuối cùng ông cũng không bị hề hấn gì. Hôm 16 tháng 12 cũng từ Sài Gòn, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam cũng bình luận về việc ông Tất Thành Cang bị khởi tố với đài BBC tiếng Việt tại Anh. Ông nói như sau. Qua theo dõi, tôi cho rằng không chỉ ông Tất Thành Cang mà cả những người liên quan mà quan trọng hơn nhưng chưa được xử lý đến nơi đến chốn thì đó cũng là một cái thiếu triệt để. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, người đã được người dân Thủ Thiêm gọi tên và đề nghị khởi tố từ nhiều năm nay nhưng chỉ bị kỷ luật, lất phất và không có giá trị. Lò đã thắp nóng và củi thì lặt vặt,
làm chưa đến nơi, đến chốn thì chưa đạt. Và đây cũng là sự chờ đợi của nhân dân. Có những cán bộ, đảng viên, lão thành cũng đang cho rằng đã làm thì phải làm triệt để. Và đây còn chưa nói tới những sai phạm lâu dài, kéo dài liên quan đến phủ Thủ Thiêm. Và rõ ràng là còn rất nhiều vấn đề, chứ không chỉ một, nhưng đã được xử lý không đến nơi, đến chốn và nửa vời. Ông Thuận đã nhận xét như vậy. Đồng thời, ông cũng cho rằng việc tới thời điểm này mới khởi tố ông Tất Thành Cang là hơi bị trễ. Những người dân Thủ Thiêm vui mừng nhưng cũng chưa thật sự hài lòng, bởi lẽ lý do để bắt ông Tất Thành Cang lại không phải vì những sai phạm ở Thủ Thiêm. Đây mới chính là những sai phạm nặng nhất và rõ nhất. Cô Nguyễn Thị Dương từ Thủ Thiêm cũng đưa ra bình luận với tựa đề "Bắt Tất Thành Cang, Thủ Thiêm mù mịt". Việc khởi tố bắt tạm giam Tất Thành Cang chiều hôm 16 tháng 12 năm 2020 sẽ có con đường đi tìm công lý quyền lợi của người dân Thủ Thiêm gần như mịt mù, biết lối. Sáu Cang bị khởi tố hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vụ việc phát hành cổ phiếu tại công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và công ty cổ phần Sadeco. Theo nguyên tắc làm án, Sáu Cang sẽ bị tạm giam từ 4-4-2, tức là lần đầu tạm giam là 4 tháng, gia hạn được 2 lần, một lần 4 tháng và một lần 2 tháng nữa. Nếu chưa có kết quả thì có thể gia hạn thêm một lần nữa. Mỗi bị can sẽ có 2 lần 4-4-2, vị trí là 6 Cang có tối đa 20 tháng để lấy cung. Đây là hình ảnh, bên trái là chị Phan Thị Thủy ở Thủ Thiêm cũng vui mừng xem tin Tất Thành Cang bị bắt. Anh Trần Vĩnh Phúc, chồng chị Thủy là một thiếu tá công an, đã treo cổ tự tử sau những cưỡng chế bất công vì mất đất, mất nhà ở Thủ Thiêm và khiếu nại kiện cáo không có kết quả. Trong thời gian 6 Cang bị khởi tố tạm giam, ông Cang đang bị án ở một vụ án hình sự, thì ông Cang không thể bị án ở một vụ án hình sự khác từ khi bị tạm giam cho đến khi thi hành án xong mức án tòa tuyên. Có nghĩa là nếu ông Cang dính án ở quận 7 thì mặc nhiên quận 2, tức là Thủ Thiêm, Nam Rạch Chiếc phải chờ cho đến khi ông Cang qua quá trình điều tra tòa tiên thì hành án xong, tức là ở tù xong, ra mới tính tiếp tục vụ Thủ Thiêm hoặc một vụ nào khác. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khác đi như trường hợp của ông Đinh La Thăng án chồng án. Ông Cang chỉ có thể bị khởi tố liên tục khi phạm tội cùng một nhóm hành vi. Ở đây, ông Cang bị khởi tố ở nhóm hành vi quản lý, còn vụ Phước Kiểng Nhà Bè là nhóm hành vi tham nhũng, Thủ Thiêm là tham nhũng và cố ý phá hoại tài sản công dân. Hành vi ở Thủ Thiêm là nặng nhất. Các hành vi này không thuộc cùng nhóm hành vi để có thể bị khởi tố liên tục. Như vậy, dân Thủ Thiêm muốn chờ ông Cang thì phải chờ ít nhất 5 năm nữa và nhiều nhất thì 20-30 năm nữa. Câu hỏi cũng được đặt ra là tại sao không khởi tố ông Cang với nhóm hành vi xảy ra tại Thủ Thiêm, tức là nặng nhất, mà lại khởi tố hành vi xảy ra ở Sadeco là nhẹ nhất. Phải chăng đây là nước cờ giúp ông Cang giữ mạng cũng như đẩy Thủ Thiêm vào đường cụt để giải quyết mang tính cho êm rồi thôi? Cô Nguyễn Thị Dương cũng nêu ra nhận định của mình như thế. Còn ông Tất Thành Cang thì đã làm gì ở đất Thủ Thiêm? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ông Tất Thành Cang đã bị cáo buộc vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác điều hành ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chiều ngày 15 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận về việc Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng trong nhiều vụ sự. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang và ông Đinh La Thăng khi còn đương chức. Thông cáo cũng nêu rõ, những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ông Cang bị xác định là sai phạm cả đương nhiệm lẫn khi còn ở vai trò Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ mấy cách đó vài tuần, vào hôm 7 tháng 11, ông Cang được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho kiêm thêm chức trưởng ban chỉ đạo của thành phố để thực hiện thí điểm hòa giải đối thoại trong giải quyết dân sự hành chính. Bốn tuyến đường mà người ta gọi là dắt vàng ở Thủ Thiêm giờ ra sao? Một phần kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và khi tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Tất Thành Cang được cho là đã phê duyệt dự án và ký hợp đồng với công ty PC Đầu tư Xây dựng Đại Quang Minh để xây 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và 4 tuyến đường này gồm đại lộ Vòng Cung dài 3,4 km,
đường ven hồ trung tâm dài 2-3 km, đường ven sông Sài Gòn dài 3 km và đường vùng Châu Thổ, đường Châu Thổ, đường ven sông khu dân cư dài 2,5 km. Bốn tuyến đường này được coi là xương sống của khu đô thị Thủ Thiêm với tổng chiều dài là 12 km, tổng đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng. Như vậy, mỗi km đường trong khu đô thị Thủ Thiêm có giá gần 700 tỷ đồng, được cho là đắt gấp 4 lần số tiền đầu tư tuyến cao tốc Bắc Nam và đắt gấp 3 lần tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là hình ảnh khu đô thị Sa La với chủ đầu tư là công ty Đại Quang Minh với siêu lợi nhuận nhờ công lao của Tất Thành Cang, trong khi nhà nước thất thu hàng ngàn tỷ đồng và dân Thủ Thiêm thì phải sống tạm bợ lay lắt suốt 20 năm qua trong nước mắt và đau khổ. Nhiều chuyên gia giao thông đánh giá suất đầu tư này là đắt khủng khiếp, theo tờ Vietnam Express. Ông Cang cũng được cho là vượt thẩm quyền khi ký kết với Đại Quang Minh vì thành phố chỉ được phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng và chuyển giao có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng. Ông Tất Thành Cang đã dùng 79 hecta đất vàng ở trung tâm đô thị Thủ Thiêm để thanh toán hợp đồng 12.000 tỷ đồng của công ty Đại Quang Minh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn nói Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy và chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho các cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp. Ông Cang cũng thiếu trách nhiệm và buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ thành phố. Trước đó, truyền thông Việt Nam cũng đưa tin ông Cang đã để công ty Tân Thuận là 100% vốn của văn phòng Thành ủy chuyển nhượng hơn 320.000 m2 đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá rất bèo. Đây là khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn, được bán với giá 1,29 triệu đồng trên 1 m2, thu về hơn 419 tỷ đồng, trong khi giá thị trường ít nhất là hơn 2.000 tỷ đồng. Ông Cang được cho là thậm chí không báo cáo thường vụ Thành ủy khi đồng ý với chủ trương chuyển nhượng đất đai này. Vụ việc đã khiến Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang và gửi hồ sơ lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý từ hồi tháng 6 năm 2018. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 với bản tin Việt Nam Công an nói gì về vụ bắt tự giữ Tất Thành Cang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.